Chào tất cả mọi người và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi đến bài tiếp theo, bài số 45 giáo trình Milano Nihongo đi. Và bài hôm nay, bài số 45 được coi là một trong những bài dễ thở nhất trong tất cả những cái bài mà chúng ta đã học từ bài số 1 cho đến bài số 45 ngày nay. Được chưa? Thực sự nó là một cái bài vô cùng là dễ thở luôn. Ngày hôm nay chúng ta chỉ có duy nhất hai câu chữ pháp. Thứ nhất là từ bài và thứ hai là noni. Được chưa? Chắc nhất sẽ để cho mọi người tự học cái bài này bởi vì thực sự nó rất là đơn giản. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau triển khai để có thể hiểu được nó đơn giản như nào mọi người nhé. Rồi và câu chữ pháp đầu tiên chúng ta học ngày hôm nay nó chính là câu chữ là từ bài và. Được chưa? Bài và. Rồi và bây giờ ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xem bài và là gì. Ở đây chúng ta đến với câu chữ pháp đầu tiên đã. Chúng ta có từ về tàu và về nai, tính từ đi, tính từ na và danh từ nọ cộng với thằng từ bài loạn, nghĩa của nó là từ trong trường hợp nếu như, được chưa? Nó không phải theo kiểu là nếu thích em thì anh hãy nói quay nị, nó không phải nếu thì như thế, mà nó là từ nếu như mà thì, được chưa? Trong trường hợp, ví dụ như là bây giờ chúng ta đặt ra một câu hỏi là nếu như xảy ra động đất thì hãy chú trường ở bàn, được chưa? Đó. Hoặc nếu như bị ốm thì phải liên lạc với lại nhà trường. Hoặc là chúng ta là nếu như có vấn đề gì khó khăn thì hãy gọi điện cho anh nhé, được chưa? Hoặc là nếu mà đi lạc thì hãy tìm đến đồn cảnh sát. Ok, đó. Chúng ta thấy hội sinh viên là những cái ví dụ vừa nãy chúng ta đặt ra, nó đều là nếu như, nó mang cái tính chất là gì? Trường hợp giả định. Nếu mà trường hợp nào đó xảy ra thì đằng sau nó là cái biện pháp, nó là cái cách thức để có thể giải quyết được vấn đề đó. Xin nói lại nhé, nếu như mà gì động đất xảy ra thì đây là trường hợp nào sao? Giả định là xảy ra động đất thì cái biện pháp đằng sau nó để phục vụ cho cái đằng trước nó xảy ra là gì đây? Hãy chui xuống hầm bàn. Cái việc chui xuống hầm bàn là cái biện pháp để đối phó khi mà xảy ra động đất. Hai là nếu như mà bị đi lạc, đó lạc đường thì hãy hỏi cảnh sát. Cái trường hợp giả định của tôi ở đây là gì? Là lạc đường. Thì cái biện pháp của tôi có ở đây là gì? Hãy hỏi cảnh sát để có thể ứng phó được trong trường hợp đó. Được chưa? Đó. Thế mình thấy là tất cả những gì mà sinh viên nói vừa nãy nó đều là thể hiện là trường hợp giả định. Một điều gì đó xảy ra thì đằng sau nó chính là biện pháp để có thể đối phó trong trường hợp giả định đó. Được chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem cái phạm vi sử dụng nó để chúng ta có thể hiểu được rõ hơn. Vậy giờ phạm vi sử dụng nào? Vế một là cách nói về một trường hợp giả định nào đó có thể xảy ra. Nhớ nhá, vế trước thằng từ bài là trong trường hợp gì mang tính chất là giả định một trường hợp nào đó có thể xảy ra. Nhớ nhá, nó chỉ là giả định mà thôi. Được chưa? Đó. Còn vế hai tiếp theo sau là cách xử lý trong trường hợp đó hoặc là gì đây, kết quả có thể xảy ra. Được chưa? Nhớ nhá, là cái cách xử lý trong trường hợp đó. Ý là cả cách xử lý, tức là đâu là cái cách xử lý để đối phó với trường hợp ở vế trước. Đó, đó là vế hai là cách xử lý. Thế chứ nói lại là vế một nó là gì đây, giả sử trường hợp đó nào đó có thể xảy ra. Vế hai nó là gì, cách xử lý hoặc là kết quả xảy ra. Được chưa? Đó, kết quả nó thường là không có thiên nặng về cái thằng kết quả. Tí nữa chúng ta sẽ cùng nhau xem một nhá. Chú ý là by nó đóng vai trò như là một danh từ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau giải nghĩa tại sao by đóng vai trò một danh từ. Giống như ngày trước chúng ta học rồi, by là một danh từ. Khi mà danh từ nối với danh từ thì đang giữa hai cái phải là trợ từ, là trợ từ no. Được chưa? Đó, đây là một danh từ, đây là một danh từ thì giữa nó phải là trợ từ no. Hay là bọn em nhìn nha, ở đây chúng ta có là tính từ đuôi na và đi với lại một danh từ. Tính từ đuôi na mà muốn đứng trước cho danh từ thì lúc đấy chúng ta phải giữ nguyên na. Và tính từ đuôi y cũng thế, nó đứng trước danh từ nó vẫn phải giữ nguyên là đuôi y. Được chưa nhỉ? Đó. Thế nên còn chúng ta có động từ mà muốn bổ sung ý nghĩa đứng trước cho danh từ thì lúc đấy chúng ta phải chia bởi thể thông thường. Thế từ về master nó chia thành về đệ, về master nó chia thành về tập, và về gì đây, master nó sẽ chia vào về nặng. Ý đại cả đó. Thế bên thấy nè, lý do tại sao nó lại đóng vai trò là một danh từ như thế, được chưa? Đó. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi và xem một số ví dụ để chúng ta có thể hiểu được rõ cái bản chất của nó hơn một nhá. Ở đây đầu tiên chúng ta có là gì đây? Di sinh no bài wa sugu hiyo keshite kudasai. Được chưa? Đó. Là trong trường hợp khi mà xảy ra động đất thì việc đầu tiên lập tức là phải gì đây? Tắt lửa. Được chưa? Dù như chúng ta đang nấu nướng một cái gì đó mà nếu mà có động đất thì đầu tiên chúng ta phải tắt lửa. Bọn em phải hiểu xem cái bản chất của vấn đề. Cái số lượng người tử vong và thiệt hại do động đất nó không hẳn là do vật nặng nó đè lên người, mà nó là do bị ngạt và bị chết trong cái việc là khói. Được chưa?
bọn em phải hiểu hộ sen sen cái bản chất của việc khi mà xảy ra động đất thì lúc đấy nhà cửa các thứ nó sẽ bị siêu vẹo và chúng ta sẽ không thể mở cửa được như bình thường. Cái việc tại sao người ta nói là phải lập tức tắt lửa đi, bởi vì nếu mà chúng ta đang đun nấu mà có động đất, mà cái bếp ga hay là có một cái gì đó nó bị rơi đổ, bình ga nó nổ, thì lúc đấy nó sẽ cháy khi ngôi nhà mà chúng ta đang chứa chúng ta, được chưa? Cái việc động đất chúng ta không thể nào mà, tức là có những vật cản rất là nhiều, có thể có cái đồ gì đó nó đang đè lên chúng ta. Nếu mà có đồ gì đó đang đè lên chúng ta mà không có hỏa hoạn thì chúng ta vẫn có thể đợi người có thể gì đến cứu mình. Tuy nhiên nhưng mà nếu mà chúng ta làm sao đang bị đồ nó đè lên mà vô tình cái nhà đó nó lại gì đấy có cháy, thì lúc đấy cái điều mà chúng ta bị tử vong nó không phải là do vật nặng đè lên mà là do bị ngạt khói hoặc là do bị chết do gì đấy hỏa hoạn, được chưa? Đó, các em hiểu xem bản chất của vấn đề. Điều quan trọng đầu tiên, nếu có thể hãy lập tức tắt luôn cái gì đấy lửa đi, nhớ nhá. Đó, thế nên ấy, ở đây cái trường hợp này có phải trường hợp thật sự không? Không nhá, đây nó chỉ là mang tính chất là giả định giả sử mà thôi. Giả sử trong trường hợp xảy ra động đất thì đằng sau nó chính là gì đấy, là cái biện pháp, là cái cách để có thể đối phó được với cái gì trường hợp giả định này. Yes, đó. Rồi và tiếp theo là chúng ta sang đến câu số 2. Otsuri ga denai bai wa kono reba wo magasete kudasai. Được chưa? Đó. Chúng ta có là otsuri là tiền thưởng, chưa? Tiền thưởng. Denai bai khi mà chúng ta cho cái gì đấy, cho cái tiền vào trong cái máy bán hàng tự động để chúng ta mua cái sản phẩm đó. Nhưng mà trong khi mà chúng ta mua xong sản phẩm rồi mà lần sau đấy tiền thừa nó vẫn chưa đưa ra cho chúng ta, thì lúc đấy chúng ta hãy gạt cái cần gạt này, đó đây vào là cái cần gạt nhá. Ở đây chúng ta có trường hợp giả định là nếu mà tiền thừa nó không chảy ra thì biện pháp đằng sau đó là gì, hãy gạt cái cần gạt này, được chưa? Đó, cầm gạt nó xuống, nhớ nhá. Rồi đi ra câu số 3 nào. あの途中でコピーをやめたい場合はこのボタンを押します。 Được chưa? Đó. Ở đây chúng ta có là cứ mặc định đằng trước bài nó luôn là trường hợp giả định. Giả sử nhưng mà trong trường hợp là gì? Muốn dừng lại copy cho chừng. Tức là nó đang máy copy nó đang chạy. Tuy nhiên nhưng nếu mà mình muốn dừng lại giữa chừng thì đó, biện pháp đây là この button を押しますら sẽ gì? Nhấn cái nút này. Ý là sao? Đó. Thì bên chỉ cần nhớ sẽ là trước by nó là trường hợp giả định và đằng sau nó chính là biện pháp để có thể giải quyết được cái vấn đề đấy. Đấy chứ nhỉ? Rất là đơn giản đúng không? Rồi tiếp theo chúng ta sang đến câu số 4. Yêu bạn. Nihon ni sumu by wa là trong trường hợp mà sống ở Nhật ấy thì gakoku jin toroku so shinakereba narimasen. Đấy chứ? Đó. Thì đây chúng ta giả sử nếu như trong trường hợp mà mình sống ở nước Nhật thì lúc đấy chúng ta phải làm thẻ ngoại kiều, được chưa? Gakoku jin toroku so shinakereba naranai là phải đăng ký thẻ ngoại kiều, được chưa? Đó. Rồi và tiếp theo là câu số 5, 5番. Densa ni kaban wo wasureta baai wa doushitara ii desu ka? Được chưa? Đó. Thế đây nó là mang tính chất là giả định, giả sử. Nó không phải là đưa ra lời khuyên nữa mà tự bản thân mình hỏi. Giả sử như nếu mà tôi đã quên cặp ở trên cái tàu điện thì doushitara ii desu ka? Tôi phải làm thế nào? Được chưa? Đây là cái việc mang tính chất là mở rộng thêm cái phạm vi sử dụng của thằng từ bài để chúng ta có thể là hình dung được cái cách sử dụng nó làm sao đấy, nó phong phú và nó gần gũi và thực tiễn hơn, được chưa? Thế nên bọn em nhớ nhé, giả sử trong trường hợp này em phải làm gì, hãy nhớ đến câu chúc là từ bài doshitara ii desu ka, được chưa? Dù như chúng ta có là từ michi o mayou bài wa chứ mayou te mas là gì, là lạc, mayou là lạc nhá, michi o mayou bài wa doshitara ii desu ka, được chưa? Hoặc là chúng ta có là trong trường hợp mà tôi không có tiền thì tôi phải làm thế nào chẳng hạn. Đó, thì lúc đấy chúng ta chỉ cần nhớ là bài cứ giả sử trong trường hợp này như thế này thì tôi phải làm nào. Hãy nhớ đến câu chúc là từ bài wa doshitara ii desu ka. Dường như là từ passport nakushita bài wa doshitara ii desu ka. Thế là sao? Đó, hoặc là từ renaku o torenakatta, tức là từ torenai bài wa là trong trường hợp mà không thể liên lạc được, doshitara ii desu ka, tôi phải làm thế nào? Đó. Và tiếp theo là chúng ta sang đến câu số 6. 31日 までにあのお金が支払え払えない場合はあの私に相談してください。いいですか？
là giả sử như trong trường hợp là cho đến ngày 30 mà vẫn chưa có thể gì đây trả được tiền thì chúng ta qua từ watashi ni sodan shite kudasai, hãy thảo luận với tôi, được chưa? Đó. Thế nên bọn em nhớ xem một cái điều rất là đơn giản thôi. Trước bài nó luôn là trường hợp giả sử giả định, và đằng sau bài nó luôn là gì? Là cái cách thức, là phương pháp, là cái phương tiện để có thể giải quyết được vấn đề đó. Bố em nhớ xem một điều, xin nhắc lại một lần nữa thôi. Trước bài nó luôn là trường hợp giả định, giả sử, được chưa? Đó, chứ nó chưa diễn ra thật sự đâu, nó chỉ là giả sử giả định thôi. Nếu như ngộ nhỡ như mà có sự trường hợp đó xảy ra thì sẽ làm gì, được chưa? Đó. Rồi, khá là đơn giản, không vấn đề gì đúng không người? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tạm chia tay một cấu trúc phương pháp là bài để đi đến cấu trúc phương pháp tiếp theo trong tháng này. Nó chính là cấu trúc phương pháp là từ noni. Và rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi xem cái thằng từ noni này là gì mọi người nhá. Đây là một cấu trúc phương pháp vô cùng là thú vị. Và bây giờ trước khi tìm hiểu nó thú vị nào, chúng ta hãy cùng nhau xem ngữ pháp của nó. Đầu tiên chúng ta có động từ tính từ đôi y chia về thể thông thường. Tính từ đôi na và danh từ chia về thể thông thường bỏ na cộng na và kết hợp với thằng là noni, được chưa? Và cái thằng từ noni này nó có nghĩa là gì đây? Thế mà, vậy mà. Và trước khi tìm hiểu sâu về thằng từ thế mà, vậy mà của noni nó là gì, chúng ta hãy cùng nhau nhắc lại một lần. Chúng ta ngày trước chúng ta học ở trong cái Minano Nihongo ni, chúng ta đã học một cái bài nó có thằng từ noni. Bọn em có nhớ cái ví dụ là この hasami をあの紙を切るのに使いますか? Đó, bọn em có nhớ không? Đó. Thì cái việc là gì đây? Là cái kéo này sử dụng dùng để cắt giấy. Thì ngay trước chúng ta học noni, nó mang nghĩa là để, cho, vì. Còn ngày hôm nay, thằng noni chúng ta học, nó mang nghĩa là từ thế mà, vậy mà. Thế mà, vậy mà, nó trong cái ví dụ như nào? Đẹp trai thế mà chẳng ra luôn chút nào đó, hoặc là có bằng N1 rồi vậy mà không thể nói được tiếng Nhật, hay là chúng ta có thể nói là gì đây, giàu thế mà kẻ sỉ, được chưa? Đó, thì qua những cái gì mà bọn em thấy trên đấy ví dụ thì cái vế sau nó luôn luôn là trái so những gì mà mình nghĩ. Dù như bây giờ sẽ nói là có bằng N1 thì ai cũng đều nghĩ là gì, nói chuyện tiếng Nhật rất là giỏi, đúng. Tuy nhiên nhưng mà về sau nó xảy ra trái so với những gì mình nghĩ là có bằng vậy N1 rồi vậy mà không thể nói được Nhật. Tức là nó sẽ trái về sau là những gì, nó trái so với những mình nghĩ. Đó. Giàu có thì ai cũng thường nghĩ đến cái việc là sẽ gì, rất là hào phóng. Tuy nhiên nhưng mà giàu thế mà kẻ sỉ, được chưa? Thì lúc đấy chúng ta sẽ thấy là cái bản chất về đằng sau nó trái so với những gì mà mình nghĩ ở phía trước nó có. It has got. Đó. Thế nên vậy phải hiểu xem cái bản chất này. Cái thằng từ noni, vậy mà thế mà, nó là dùng để diễn tả những việc tưởng như là đương nhiên nhưng thực tế lại không phải như vậy, được chưa? Tức là người ta ý, người ta muốn nói là cái việc là giàu mà gì đây, hào phóng là chuyện đương nhiên nhưng thực tế không phải như vậy, là sao người ta lại kẻ sỉ, được chưa? Hay là chúng ta có là mẫu câu này thường được dùng để truyền tải cái tâm trạng thì sự bất ngờ quá, được chưa? Thứ hai là tiếc nuối, thứ ba là bất mãn hoặc là lời kêu ca của người nói, nhớ nhá. Và tiếp tục là chúng ta có là từ vế sau thường không sử dụng thể ý chí của người nói hay yêu cầu nhờ vả của người nghe, được chưa? Và đây là cái điều mà nó không được sử dụng, tức là tìm yêu cầu ý chí hay nhờ vả các thứ nó không được dùng. Và bọn em phải nhớ lại xem một điều, và sẽ phải khẳng định với em một điều, chúng ta phải hiểu được đằng sau thằng từ noni, đằng sau cái chữ vậy mà này là cái điều mà người ta thể hiện cái tâm trạng bất ngờ, tiếc nuối hoặc là bất mãn. Chờ, ví dụ như là uầy, nhìn đẹp trai thế mà lại thích con trai, được chưa? Dù như là một người hay nói các bạn con gái nói uầy, bây giờ đẹp trai đã yêu nhau cả rồi thì có thể sự tiếc nuối không? Có tiếc nuối, tức là nhìn đẹp trai vậy mà lại thích con trai, được chưa? Thì tức là chúng ta nghĩ là đẹp trai như này thì sẽ có rất là nhiều người yêu và sẽ là gì đây, là yêu con gái. Tuy nhiên nhưng mà đẹp trai vậy mà gì đây lại thích con trai thì nó thể hiện cái sự là gì, tâm trạng thể hiện sự bất ngờ là cái thứ nhất, và thứ hai có một chút gì đó thể hiện là tiếc nuối. Và bất mãn là sao? Ôi, tại vì sao đàn ông đã hiếm rồi bây giờ làm sao nó lại yêu nhau hết cả rồi, được chưa? Bọn em hiểu ý xem xem đúng không? Thế nên hãy nhớ xem đây, đằng sau nó luôn là thể hiện sự gì đây, tiếc nuối, bất ngờ và bất mãn, ok? Đó. Và sensei cũng thuộc gọi là không phải có nhan sắc đâu, thế nên sensei cũng rất là thích con gái, sensei không có thích con trai nhá, được chưa? Đó.
rất là rõ ràng và hồ sơ lý lịch các thứ là về giới tính là cụ thể rõ ràng rồi. Yes, cả. Rồi và tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cái ví dụ đầu tiên. Ở đây chúng ta có là gì? Một cái gì đó hasi mà được ở gì khả năng nổi là cái gì đây? Cuộc họp ấy, cái thời gian cuộc họp nó đã gì đây? Chuẩn bị bắt đầu như vậy, đã bắt đầu vậy mà. Vậy mà là sao? Mori sawa mada kite nai. Thì bạn phải hiểu cái bản chất này. Cái thời gian cuộc họp bắt đầu thì tất cả mọi người đều phải đến, nhưng mà đằng sau nó thể hiện cái sự gì đây? Bất ngờ, và thể hiện cái sự không ngờ tới là Mori sawa vẫn chưa đến, được chưa? Đó là thể hiện sự nổi nị. Và tiếp theo là chúng ta sang đến ví dụ số 2. Kempu no junmi o shite ita no ni za ame de kyu ni chushi ni narimashita, được chưa? Ở đây chúng ta có là đã chuẩn bị cho cái cuộc đi cắm trại như vậy mà. Như vậy mà sao? Ame de do trời mưa mà kyu ni chushi ni narimashita. Và đột nhiên là sao? Trời lại do trời mưa mà đột nhiên lập tức phải gì? Đình chỉ, phải hoãn lại, được chưa? Đó. Và em thấy là ở đằng sau nó có thể sự tiếc nuối không? Có tiếc nuối chứ. So với những cái gì mà mình biết, tức là đã chuẩn bị xong xuôi hết cả rồi, thì nó sẽ phải được diễn ra. Tuy nhiên đằng sau là cái thứ xảy ra đối với những gì mình không mong muốn, nó thể sự bất ngờ và thể sự bất mãn, được chưa? Rồi và tiếp theo câu số 3 nào. Mo ono juji kan juji nano ni ono ototo wa mada okite imasen. Chúng ta nghĩ là 10 giờ sáng rồi thì ai cũng sẽ phải thức dậy rồi. Tuy nhiên nhưng mà đã 10 giờ sáng vậy mà đứa em trai tôi nó vẫn chưa thức dậy. Được chưa? Đằng sau nó thể hiện sự bất ngờ và thể hiện sự kêu ca của chính người nói. Là thằng này nó ngủ suốt thôi. 10 giờ sáng vậy mà nó vẫn chưa thèm dậy. Ok, vậy em nghe có quen không? Rất là quen đúng không? Rồi ở đây chúng ta thấy nào. Cái câu số 2 chúng ta có thể thay nó vào là tôi đã học hành chăm chỉ như vậy mà kết quả không được như mong muốn. Đó, thì lúc đây chúng ta nghĩ là học hành chăm chỉ thì bao giờ kết quả phải kết quả tốt, tuy nhiên lại đạt được cái kết quả là không như mong muốn. Ok, đó. Hoặc là đẹp trai vậy mà không có người yêu. Ok, được chứ nhỉ? Rồi và tiếp theo chúng ta sẽ đến câu tiếp theo là câu số 4. Watashi wa kyūnyū ga ya chatto kirai na no ni haha wa no me to imasu, được chưa? Là tôi làm sao bản thân của tôi, bản thân tôi thì đã ghét sữa như vậy mà mẹ làm sao lại nói là phải uống đi, được chưa? Đó, no me là thể mệnh lệnh nhá, mẹ nói là uống đi. Thì thực ra cái bản chất của chúng ta là nếu mà tôi ghét thì tôi nghĩ là mẹ sẽ không bắt tôi uống, tuy nhiên nhưng mà tôi ghét vậy mà mẹ vẫn bắt tôi uống thì lúc đấy nó sẽ đúng với thằng trường hợp là vậy mà, được chưa? Rồi tiếp theo câu số 5 này, cô ba. 7月 ni natta no ni là đã đến tháng 4 rồi vậy mà đó. Mada sakura ga saite imasen, ba hoa sakura đó vẫn chưa nở. Thì bạn phải hiểu bản chất của thằng từ no ni ở đây, nó mang tính chất thể hiện sự vậy mà. Ai cũng nghĩ là đến tháng 4 thì hoa sakura nó sẽ nở, tuy nhiên nhưng mà đến tháng 4 rồi vậy mà hoa sakura nó vẫn chưa nở, được chưa? Đó. Và tiếp theo là câu số 6. Ame ga futte iru no ni là trời đang mưa vậy mà kare wa tsuri ni ikimashita là anh ấy vẫn đi câu cá. Idesu ka? Đó, thì đằng sau thằng tồn no ni này nó thể hiện cái sự bất ngờ, nó thể hiện cái sự bất ngờ của ai? Của chính người nói, trong trường hợp là trời mưa vậy mà anh ấy vẫn đi câu cá. Ok, đó. Thì câu chữ pháp rất là đơn giản và nó không có gì khó khăn, đúng không mọi người? Và bọn em nhớ xin nhắc, no ni xin nhắc lại thôi. Đằng sau nó là thể hiện cái sự suy nghĩ nó trái so đối với những gì mà mình nghĩ suy ra từ cái vế một. Ok, đó. Giờ ở đây chúng ta có là từ no ni là thế mà, vậy mà. Nó đã kết thúc ở trong cái bài học của chúng ta ngày hôm nay là bài số 45. Thực ra bài số 45 rất là đơn giản, rất là gọn nhẹ và không có gì khó khăn cả, đúng không? Đó. Tuy rằng nó gọn nhẹ, nó đơn giản, tuy nhiên mà lại rất là cần thiết cho N3 và N2. Thì chúng ta hãy cố gắng mà nhớ thật chắc cái câu chú pháp này, ủng hộ CC mọi người nha. Ok, so far buổi học ngày nay đến đây là kết thúc và rất là cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những chương trình lần sau. Xin chào thân ái và hẹn gặp lại.